Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học mới trong series video khóa học phát triển hệ thống bán hàng online và bùng nổ doanh số bán hàng cá nhân. Đây là một khóa học mà tôi thiết kế dành riêng cho việc các bạn phát triển bán hàng theo hệ thống các đại lý bán hàng online, và sẽ đưa cho các bạn một số những phương pháp, một số những kinh nghiệm, một số những công cụ để giúp các bạn có thể bùng nổ doanh số cá nhân của các bạn. Vâng, thế thì ai sẽ nên học cái khóa học này? Những người mà làm kinh doanh trong lĩnh vực mà phát triển hệ thống bán hàng online, như là mô hình bán hàng theo phương thức là mỹ phẩm hay là thực phẩm chức năng, hoặc là tất cả những cái sản phẩm có liên quan đến cái việc mà chúng ta có thể phát triển hệ thống theo kiểu là thời trang hay là trang sức hay là bất kỳ một cái sản phẩm nào. Nhưng mà tôi thấy chủ đạo nhất vẫn là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ trang sức hoặc là túi hàng hiệu vân vân. Đó, nếu như mà chúng ta có thể là muốn phát triển đội ngũ cộng tác viên, đội ngũ bán hàng khắp cả nước, thì chúng ta có thể sử dụng cái mô hình này. Và cái series video bài học này sẽ giúp cho các bạn nhận biết được rất nhiều thứ để các bạn có thể làm được. Vâng, bất kỳ ai đang kinh doanh mỹ phẩm, bất kỳ ai đang kinh doanh thời trang, bất kỳ ai đang kinh doanh những cái sản phẩm mà có khả năng phát triển theo hệ thống, theo chuỗi, thì chúng ta đều có thể áp dụng cái phương pháp này, đúng không ạ? Nội dung của khóa học này sẽ gồm những nội dung gì? Tôi sẽ chia sẻ với các bạn 30 cái video tương ứng với 30 bài học. Rất nhiều những cái nội dung giúp cho các bạn là phát triển một cái hệ thống bán hàng như thế nào, những cái kinh nghiệm bán hàng ra sao, cách thức thiết lập chính sách, cách thức phát triển đại lý, cách thức đào tạo đại lý, đúng không ạ? Cách thức trả thưởng và cách thức để tạo động lực cho đại lý, vân vân. Thế rồi sang cái phần thứ hai là phần giúp cho từng cái đại lý có thể tự bán hàng được, bùng nổ doanh số cá nhân được, thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn là các cái phương pháp bán hàng, ví dụ như bán hàng trên Facebook bằng live stream, bằng profile, bằng fanpage, bằng group, bằng Messenger và bằng Facebook Ads, tức là quảng cáo, hoặc là bán hàng trên Zalo, bán hàng trên website, bán hàng trên các trang thương mại điện tử, bán hàng trên các cái trang diễn đàn, rồi thì bán hàng tại các cái cửa hàng, cửa hiệu, phát triển chuỗi, vân vân. Thì đó là một số những cái kinh nghiệm tôi sẽ chia sẻ cho các bạn khá là kỹ cho cái quá trình mà các bạn phát triển hệ thống bán hàng, cũng như là giúp các bạn đại lý có thể bùng nổ doanh số cá nhân được. Thì với cái kinh nghiệm mà tôi cũng đã tư vấn cho rất là nhiều hệ thống mỹ phẩm hiện nay ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn, có những hệ thống lên tới là 10.000, 20.000 đại lý cộng tác viên bán hàng, thì tôi cũng đã xâm nhập, tôi cũng đã trò chuyện, cũng đã cố vấn, cũng đã đào tạo cho một số những hệ thống như vậy. Nên tôi hiểu được cái việc là chủ doanh nghiệp cũng như là các đại lý, cũng như là các cái tổng đại lý, người ta cần cái gì, người ta phải làm thế nào để người ta có thể phát triển được. Thì đấy là cái nội dung về khóa học phát triển hệ thống bán hàng online và bùng nổ doanh số cá nhân. Một khóa học mà mới, một cái khóa học độc đáo trên thị trường, duy nhất là có giảng viên Nguyễn Phan Anh chia sẻ cái nội dung này, và cũng dành riêng cho những bạn mà phát triển hệ thống bán mỹ phẩm, bán thời trang, bán thực phẩm chức năng, bán đồ dùng, bất kỳ một cái sản phẩm nào các bạn có thể làm nhượng quyền hoặc là các bạn có thể làm chuỗi được. Được chưa ạ? Vâng, thì tôi xin phép giới thiệu nhanh gọn, sơ lược như vậy về cái khóa học này. Xin được hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài học cụ thể tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.